ca thưa đại chúng hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm 2020 hôm nay chúng ta có một buổi học tính ra cũng hơi đột xuất đây Tuy nhiên có vài điều nhắc lại nơi đây để cho đại chúng nhớ rằng là chúng ta có tới hai buổi học trước đây mấy tuần mình có khai triển cái chủ đề là Samsara tức là cái vòng xoáy của luân hồi hay nói cách khác là lang thang vô định của một kiếp người. Và cái điều này nó cũng tương ứng với cái chuyện lang thang vô định của tâm thức ta nghe. Cái điều nó rất là tự nhiên là khi tâm thức ta nó còn lang thang vô định thì chắc chắn rằng là cái vòng luân hồi nó vẫn chưa khép lại. Tuy nhiên có hai cái nhìn vấn đề này. Cái nhìn của truyền thống Tinh văn thừa, tức là cái nhìn của truyền thống tu tập theo Phật giáo Nam truyền á thì họ rất là sợ sợ cái vòng lang thang vô định này. Cái điều này nó không phải đối với một số người xuất gia, thậm chí cư sĩ chúng ta cũng vậy. Bình thường mình thả trôi cuộc đời nó miệt mài trong cõi tử sinh. Mình lăn xăng bao nhiêu việc lây quay trong cái cuộc tranh lợi tranh danh thế nhưng mà đôi khi mình đến cái con đường tu mình hiểu biết phật pháp rồi thì mình lại nghĩ rằng là phải chấm dứt cái con đường tử sinh cho nên một số các phật tử họ cũng rất là lo lắng và căng thẳng ở đời vì cái chuyện cơm ăn áo mặc đã đành thế rồi mình đi vô tu mình cũng căng thẳng về cái chuyện là sợ chết sợ lây quay trong cõi tử sinh và nó hình thành ra một cái tâm thức mà đôi khi mình không nhận diện rõ nghe Đó là tâm thức tham tu. Tức là tu nhưng mà tham. Ngay cái chất này đã làm thành cái nỗi bất an lúc chúng ta tu rồi nghe Cho nên mình đọc vào cái văn học kinh của Đại Thừa mình thấy dường như là các thầy thì kheo trong quá khứ các vị thánh đệ tử như lai khi có cơ hội mà được đức thế tôn thọ ký đó như kinh pháp hoa chẳng hạn như ngài xá lợi phất hoặc là các vị đại đệ tử khác khi quy hướng về cái con đường đại thừa thế tôn thọ ký rằng là ông muôn vạn kiếp về sau sẽ thành một vị phật tên họ tên kia dường như các thầy đầy hỷ lạc các ngài nghe cái chuyện thế tôn thọ ký rằng là tới một vạn kiếp sau mới thành phật nhưng mà vị nào cũng đầy hỷ lạc cả. Thế cho nên thưa các vị nhìn lại hai cái dòng tu của chúng ta. Trong cái thế giới tăng lữ thì thưa các vị là cái dòng tu thiên văn thừa. Khi nói đến cái chuyện tu tập mà không có đoạn được phiền não, không chấm dứt được lậu nghiệp. Và ngay hiện thời cái điều biểu hiện dễ nhất là nếu anh sống và chết không có được an lành thì thưa các vị họ đánh giá rằng cái sự tu tập này dường như nó không có thành công ví dụ như già mà tật bệnh ốm đau thì họ nói rằng tu cái kiểu gì mà già nghiệp nó đổ như vậy và nhìn sâu xa hơn thì thưa các vị đối với các vị thánh tinh văn ngày xưa thì các ngài đâu có phải vị nào cũng ra đi an lạc không có tật bệnh đâu thậm chí trong đây có một bài kinh rất là kỳ lạ đó là có vị thánh tinh văn kia ông chứng quả rồi thế nhưng mà rồi cơn đau nó hành hạ quá đáng cho nên ông trước khi cái cơn đau nó tái diễn nó làm cho ông khốn khổ đó ông nhập thiền rồi ông tự sát bằng dao thưa các vị cái điều này nó rất là kỳ lạ nghe tuy nhiên không phải là cái vấn đề chúng ta chia sẻ bài học này cho nên mình chỉ gợi ra để thưa một ý thứ nhất đó là dường như chúng ta có một cái loại tập khí nó quen dần với tâm thức chúng ta nó dính liền với ta tới lúc chúng ta tu nó cũng đi theo đó là tập khí tham và khi tham còn có mặt dù anh tham chứng quả tránh giác ngay hiện thời cũng là cái mầm móng để phát sinh thiền não và tham có mặt nghĩa là lo âu có mặt bất an có mặt nhé. Do vậy cho nên thưa các vị đối với con đường thiền tập chúng ta nếu chúng ta cùng một lúc liễu ngộ được hai cái cách thực tập cách mà kinh văn dạy chúng ta thực tập đó thì mình học chánh pháp của như lai từ cái nền kinh văn nikaya thế nhưng mà mình cũng học chánh pháp như lai từ cái nền của kinh văn đại thừa phối hợp hai phần này lại để mình có thể ứng dụng trong đời sống tu tập của mình Thì thưa đại chúng rằng Không có lâm vô cái tình trạng là tới chừng tu Thì mình cập rập bất an Mình lo sợ hình hoảng loạn Đi vô pháp hành trì ấy, Thì mình cũng không có đến đổi làm căng thẳng Hoặc là Mình tu tập theo cái cách thức rất ư là bạo động Đây là cái điều đầu tiên mình nhắc đại chúng Để các vị lưu ý về điều này Còn không thì chúng ta Lâm vô tình trạng khó khăn là ở đời chưa biết tu á thả đời sống mình cho nó nổi trôi không biết bao giờ mới dừng lại chạy theo những cái phù phiếm như là tham muốn như là lợi danh dục lậu vân vân thế để tu thì mình lại quyết lòng rằng là phải đoạn trừ phải trấn ngự phải hủy diệt và phải bảo động với chính mình để ngay một đời này làm thế nào đến đi cho nó tự tại chết cho nó an lành và phải chứng nghiệm được an lạc giải thoát để đoạn đức luân hồi thì hai trạng thái của tâm hành này nó đều lâm vô cái tình trạng một là bất cập hai là chi hai là nôn nóng bất an thưa các vị do vậy cho nên mình nên nhớ một điều rằng là học Phật để cho có một cái kiến thức thấy được đường tu đó là con đường trung đạo và đi vô pháp hành trì chúng ta cũng đi bằng con đường trung đạo không có nôn nóng không có vội vàng không có thả trôi cũng không có quá là vội vàng do vậy cho nên mình điều tiết được thân điều tiết được tâm điều tiết được đời sống của mình trong xã hội đời thừa đây là điều thứ nhất nhắc nhở để đại chúng lưu ý về điều này thế rồi mình khai thác cái điều đi vô để cho đại chúng có thể nhận diện về đời sống chúng ta Điều đầu tiên mình khai thác là, là thưa các vị có hai nẻo đi trong đời sống của con người. Một cái nẻo thứ nhất đó là cái đời sống lanh quanh như ta đã từng sống. Nẻo thứ hai đó là mình có thể làm được một điều là cũng sống trong đời sống đời thường nhưng mình vượt thoát được đời sống. Và chừng như cái hiện tượng đời sống chúng ta, tâm thức chúng ta và xã hội chúng ta đang sống dường như nó đi lanh quanh gần nó việc thôi nghe. Tức là một là mình đi lanh quanh theo con đường đã quy định sẵn. Ví dụ như sanh ra thì mình đã đi theo cái con đường lối mòn của ngàn vạn thở rồi. Mình trưởng thành theo cái chu kỳ tất nhiên của một cơ thể. Rồi mình cũng tiếp bước ông cha mình, mình sống đời sống như vậy. Rồi mình đi vào tuổi già như vậy, rồi mình tật bệnh như vậy, mình chết như vậy. Đây là cái con đường vòng tròn của chúng ta đã từng sống trong kiếp này trong quá khứ và có thể trong tương lai và nếu mình nhìn ra hiện tượng xã hội thì nó cũng như vậy nghe nó là một cái vòng tròn của đời sống đổi thay thôi các vị nhìn như xã hội hoa kỳ các vị thấy rằng là dù cho nó có thể đổi thay như thế nào nhưng nó chỉ đi quanh quanh một vòng vậy thôi về lĩnh vực kinh tế thì nó lên rồi nó xuống nó xuống để nó lên cơ chế chính trị thì Dân chủ nắm quyền lãnh đạo đất nước Rồi dân chủ đi ra thì lại tới Đảng Cộng Hòa lãnh đạo đất nước Đôi khi nó có những cái bức phá Rất là ngạc nhiên mà chúng ta có thể nhìn ra Và những bức phá này nó làm thành cái chi Làm thành sự đổi thay của vận mệnh Một quốc gia nha Cái điều này ai cũng hiểu cả Ví dụ như các vị nhìn rằng là một người Rất là lơ tơ mơ đó là ông Donald Trump Không ở trong một cái đảng phái chính trị nào cả một cái anh chàng gọi là chuyên về kinh doanh bất động sản thôi thế rồi tự nhiên bước vô lĩnh vực chính trị đây là một loại bước phá rất là kinh ngạc nghe thế nhưng mà nếu ta nhìn cái bước chân ông đi và ông làm việc thì chúng ta thấy rằng là dường như khi ai mở đầu cái công trình bứt phá một cái lề lỗi cũ một cái vòng tròn quen thuộc đó, thì điều hứng chịu bao nhiêu cái sự bất hạnh của đời sống nó đổ vào Thực ra thì cái điều này các vị theo dõi thông tin các vị biết chứ không cần mình phải khai thác đâu nghe. Các vị hình dung rằng là tính ra chưa có ông tổng thống nào tội nghiệp như Donald Trump cả. Chửi lên chửi xuống, nhất là cái phe dân chủ, dường như chưa bao giờ dừng lại. Và hy vọng rằng là 4 năm nữa họ cũng chưa bao giờ dừng lại cái chuyện như vậy nghe. Trong khi cái trọng tâm của vấn đề là ta nhận diện rằng một vị tổng thống đương nhiệm mà làm được gì cho nước non thì chúng ta hãy yểm trợ. Đằng này họ lại có một cái nhìn rất là khác biệt, đó là đảng phái chính trị nó quan trọng hơn là người lãnh đạo quốc gia. Và dường như chúng ta là những người có kinh nghiệm ở Việt Nam thì chúng ta nhìn vấn đề này nó cũng không khác gì giai đoạn trước 75 cả. Các vị hình dung rằng là trước 75 đó, những người trẻ như chúng ta nơi đó nhìn thấy những dòng nhạc phản chiến của tỉnh công sơn nhiều như chúng ta rất là yêu thích. Nhìn thấy những người phản đối về sự có mặt của mỹ ở nơi đất nước việt nam thì chúng ta dường như rất là tự hào và rầm rập xuống đường trong cái công trình là bài ngoại và thưa các vị mình đâu biết rằng là mọi cái sinh hoạt của sinh viên học sinh phật giáo nói thì nó đụng chạm rất nhiều nhưng mà điều nó có bàn tay lòng vào nhất định của những người giải phóng miền nam hay nói cách khác là nó có cái chủ thuyết của bắc việt cài vào nhưng mà vào thời đó thì dường như chúng ta không có đủ thông minh, chưa có trải qua cái kinh nghiệm, cho nên chúng ta cứ hùa theo. Rồi các vị đối chiếu với giai đoạn bất an loạn lạc của xã hội vào cái thời trước 75 với cái xã hội Hoa Kỳ này, coi chừng cũng lặp lại vấn đề như vậy. Và với cái thời gian 40 ngoài năm thì ta mới nhìn lại được vấn đề tỏ tường nha ta mới nhìn thấy những dòng nhạc tiền công sơn, thưa các vị, nó giúp một phần để phá vỡ chế độ miền Nam đó. Mình không có phải là liệt kê những điều này để quy tội, nhưng mà để chúng ta ý thức điều rằng là có những vấn đề có khi mất vài mươi năm, mình mới nhận diện được. Tuy nhiên, vấn đề chúng ta nói nơi đây không phải là đi lang thang vô vấn đề đó, mà xin thưa với nhau một điều rằng là dường như xã hội này hay xã hội quá khứ hoặc xã hội tương lai, nó có một cái nét rất chung đó là nó đi theo một cái vòng tròn lanh quanh như vậy. Và các vị nhìn lại thì lịch sử nó là như vậy nha. Hết loạn thì tới trị, hết trị thì tới loạn, hết chiến tranh thì hòa bình, nhưng mà hòa bình để chuẩn bị cho chiến tranh. Và trong lúc chiến tranh thì nó lại chuẩn bị cho những ngày tháng hậu chiến tranh. Hết chiến tranh lạnh thì chiến tranh nóng, hết chiến tranh nóng thì chiến tranh lạnh. Vấn đề này chưa bao giờ dừng lại khi con người còn có mặt trên hành tinh nghe và dường như tâm thức chúng ta nó là như vậy nó là một nồi nước sôi ta không có bằng lòng với những cái việc bình ổn do vậy cho nên cái điều thứ nhất thưa các vị cái con đường mở ra cho chúng ta nó dường như tâm thức chúng ta nó chỉ đi quanh quanh vào cái nẻo đó là không buồn thì giận không giận thì ghét không ghét thì thương tức là tâm thức sinh diệt nó luôn quay cuồng như vậy nơi tự thân như vậy cho nên chúng ta đi vô tập thể hoặc chúng ta có tham dự bất cứ một cái sinh hoạt gì thì chúng ta cũng đều đi theo cái con đường như vậy mà thôi đây là điều rất rõ ràng á hãy nhìn vào tâm ta để thấy những buồn những giận nó quay tròn nhìn sâu hơn để thấy những ý niệm nó luôn sinh và diệt rồi nhìn sâu hơn nữa để thấy là cái con đường tất nhiên chúng ta đó là với điều kiện như thế này với công vô tu tập như thế này thì ngay hiện thời không thể thoát được cái vòng quay của buồn của giận của ghét của thương thì không thoát được khi mình trả hình hài về cho các buổi thì mình cũng đi quay tròn vì một hình hài mới biểu hiện nó trong một hoàn cảnh xã hội mới tùy theo phước lành của ta tu tập ngay bây giờ là chúng ta có mặt lại trong một cái điều kiện của một hình hài như thế này thế nọ thế kia đây là cái con đường ngàn bản thở nghe tóm lại cái điều mình nói quanh quanh để thưa nhau rằng là thưa các vị xã hội nó quay tròn tròn cứ hết cái chu kỳ này tới chu kỳ khác nhìn rộng ra hơn xã hội tức là hiện tượng xã hội thì hành tinh này nó cũng quay tròn như vậy bốn mùa như vậy năm tháng như vậy sinh diệt như vậy nhìn lại tự thân thì cái vòng tròn là nó vẫn thiết lập y như vậy nghe cứ sinh ra lớn lên đuổi theo những cái nhu cầu vật chất của đời sống bình thường, để rồi già đi, để rồi tật bệnh, để rồi chết đi. thế thì nhìn sâu hơn đó là cái chiều kích của những cảm xúc thì chúng ta cũng thấy là nó vòng tròn như vậy. hết buồn thì giận, hết giận thì ghét, hết ghét thì thương, hết thương thì buồn cứ xoay vòng. rồi nhìn cái vòng xoay của ý thức các vị thì nó cũng đi bằng cái con đường như vậy. Và lâu lâu thì nó có một cái cuộc đột phá bất ngờ đó là nó có một cái cơn buồn về chạm tới đáy tầng thâm sâu của tâm thức. Ta giác ngộ một phần, ta có thể chán cái đời sống lanh quanh. Đó là trường hợp nó xảy ra, đôi khi nó chấn động, nó làm cho chúng ta có cơ hội đổi thai. Cũng giống như hiện tượng xã hội vậy, lâu lâu nó có một cái cuộc chấn động, có một con người kỳ lạ xuất hiện, làm nên những cái cớ sự mà như chúng ta thấy như sau Hoa Kỳ. Chuyện này dường như là nghìn năm một thở nó có những cái cơ hội xuất hiện ha. Thế nên nếu chúng ta tu và chúng ta cũng đi cái con đường vòng quanh như vậy thì thưa các vị nhiều lắm là chúng ta chỉ có làm một việc sửa sai, điều chỉnh và nếu không đi đông thì đi tây không thể có được cái cơ hội là vượt thoát được cái vòng tròn nó đang xoáy và nó đang cuộn chúng ta vào. Đây là cái nẻo đường thứ nhất gọi rằng sống như đời sống lanh quanh ta đã từng sống trong quá khứ tới hôm nay cách thế thứ hai đó là mình có thể ngay trong đời sống hiện tiền này mà mình vượt thoát được đời sống kỷ niệm này thưa các vị nó cũng rất là quan trọng tại vì các vị hình dung rằng là nếu chúng ta sống trong một cái căn nhà đã được xây dựng trong quá khứ Cửa sổ như vậy, cửa lớn như vậy, vách như vậy. Vì cái điều kiện sống mà chúng ta sửa chỗ này, sửa chỗ kia, vá víu đầu nọ, mở cái cửa này, mở cửa kia thì thưa các vị chắc chắn một điều rằng là ta không thể thay được cái cấu trúc căn nhà. Nhiều lắm là mình có thể làm cho nó mát hơn một chút, làm cho nó rộng hơn một chút. Nhưng mà thưa các vị cái khung sườn nó vẫn như vậy, vá viếu nhiều nơi thưa các vị nhiều lắm thì nó cũng theo cái chu kỳ nhất định là cái mô tiếp đã từng xây dựng cho nên không có gì khác biệt cả đây là trường hợp lối sống thứ nhất nghe thế nhưng mà cũng có cách thứ hai là thưa các vị mình bỏ căn nhà này mình xây dựng một căn nhà mới thì hoàn toàn nó mới hẳn cũng giống như vậy nếu xã hội này nó chỉ phát triển theo cái cách là làm phát triển cho cái chiếc phi cơ nó bay nhanh hơn và nó tiêu tốn ít nhiên liệu hơn nó chở ít người hơn hoặc nhiều người hơn thưa các vị cũng quanh quanh hành tinh thôi không thể thoát được do vậy cho nên có một cái bước đột phá đó là nó vượt ra ngoại tầng không gian bằng một cái loại quả tiễn nó mới có thể khám phá được mặt trăng khám phá được quả tinh đời sống của chúng ta cũng như vậy nghe mình đi quanh quanh bằng cái việc là cải đổi những buồn vui giận ghét thì thưa các vị cũng giống như là trên cái mặt bằng của những cảm xúc mình chỉ đổi thay được mà thôi chứ không thể làm cái bước đột phá được cũng như vậy trên cái tầng ý thức sinh việc cái chúng ta ta suy nghĩ như thế này suy nghĩ như thế nọ ta khéo điều chỉnh ta tu trên cái tầng ý thức như vậy nhiều lắm thì cũng như mình mở cánh cửa này mở cánh cửa sổ kia sân phết lại ngôi nhà thôi chứ không thể làm được một điều khác biệt là có một cái bước đột phá là một căn nhà mới hay ứng dụng cách dễ hiểu là không thể có một bước đột phá là vượt ngoài tầng không gian để đi đến sao quả sao kim được do vậy cho nên cái bước thứ hai đó là có thể ngay trong đời sống này mình vượt thoát đời sống nó hàm cái nghĩa rằng là có thể ngay trên buồn dẫn ghét thương ngay trên nghĩ suy bồng bềnh này ngay nơi ý thức vận hành nó giam nhốt đời sống anh anh có thể chọn một cái phương pháp tu tập quán chiếu để anh vượt thoát. Đó là hai ý ban đầu mình trình bày nơi đây để cho đại chúng ý thức rằng là có hai cái con đường mở ra cho đời sống của mọi người chúng ta. Tùy vào năng lực tu tập nhân duyên lành của chúng ta mà chúng ta có thể chọn cho mình một cách sống nghe. Đó là điều thứ nhất mình giải thích để cho các vị thấy rằng là con người một là có một hạng người khá thông minh, không chấp nhận đời sống mình nó quay tròn như thế này, cho nên tìm cái cách đi ngược lại. Là hạng thứ hai có một loại người cực thông minh nữa, họ không bằng lòng là chỉ lây quay sửa sai đời sống chính mình mà bằng cái cách đó là chấp cánh bay cao vượt thoát khỏi đời sống, cũng giống như vậy, không phải tu để điều chỉnh những xúc cảm của mình, điều chỉnh sự suy nghĩ của mình mà mở một con đường đó là vượt thoát luôn, chấm dứt luôn những xúc cảm và những nghĩ suy Đó là hai cái hướng gợi ý từ đời sống chúng ta để nhìn lại về cách tu của chúng ta Thế thì cách thứ hai mình nhìn vào các tôn giáo có mặt trên hành tinh này Cũng như trong Đạo Phật thì nó cũng có hai cái hướng như vậy Thứ nhất là mình nhìn vào các tôn giáo thì các vị thấy rằng Dường như là người ta chỉ điều chỉnh hướng đi hay nói cách khác là người ta không có can đảm phá bỏ ngôi nhà đang sống ràng buộc người ta. Hay nói một cách khác hơn là người ta cũng không có cách nào khác để vượt thoát được cái chu kỳ vận hành xoay tròn của cái dòng xoáy samsara cả. Tức là cái vòng luân hồi nó cuồn cũ, nó hút ta, nó xoáy ta. Ta cứ đi theo và chuyển động theo nó và khéo điều tiết để có thể sống hài hòa với nó thôi đây là đa phần tôn giáo người ta chọn cái cách thế này cụ thể đó là chi cụ thể đó là người ta nghĩ rằng là sống trong đời sống bình thường này người ta chọn cái cách thế là làm thế nào để sống cho nó dai hơn sống cho nó hạnh phúc hơn thay vì sống ở trần gian này tuổi thọ nó có gần đó năm nhưng mà ta chọn cái cách là làm thế nào để sống cho nó tới một ngàn năm tuổi thọ kéo dài hơn thế rồi nhiều cấp độ tôn giáo họ đi vào đường này nghe cấp độ tu tiên họ đi vào đầu tiên đó là họ làm thế nào uống thuốc trường sinh để có thể duy trì thỏa mãn này sống cho nó lâu dài thế rồi có những tôn giáo họ có một cái nhìn thông minh hơn vượt thoát điều này hơn họ nghĩ rằng hình hài này, này không thể làm cách nào kéo dài được vài trăm năm nhưng mà bên trong hình hài này, này tức là linh hồn của ta ta có quyền chọn một pháp môn tu một cách hành trì để làm cho linh hồn chúng ta bay về một cảnh giới xa xôi nào đó thì cảnh giới đó nó có thể sống tới là nhiều nghìn năm và thưa các vị tất cả tôn giáo trên hành tinh này họ đều giải quyết trên hai hướng vậy thôi tức là cái hướng làm thế nào là rời này này có một tuổi thọ ở một cảnh giới nào đó một tầng trời một cảnh giới phật chẳng hạn đây là đây là cái nét chung của những tôn giáo họ giải quyết nghe tức là căn cứ trên cái nền tảng của hình hài sinh diệt này để họ có thể nhận diện rằng là đành rằng hình hài thì sinh diệt nhưng mà chắc chắn rằng là linh hồn của ta nó sẽ bất sinh bất diệt cho nên tu tập để đầu tư cho cái vốn liếng để mình có thể sinh về những cánh giới bất sinh bất diệt đây là cái hướng thứ nhất của những tôn giáo họ giải quyết thế thì trong đạo phật ta có điều này không thưa cũng có đó là chi đó là những pháp môn hành trì để có thể tạo được phước điền để sinh về những cảnh giới lành thưa các vị mình khai triển điều này không có hàm ý rằng là bài bác những pháp môn tu khai triển điều này để cho các vị nhận ra rằng là cái con đường tôn giáo nó cũng mở ra hai hướng mà trong phạm vi của đạo Phật thì nó cũng có hai hướng như vậy. Tức là cái hướng thứ nhất căn cứ trên cái nền tảng của thân sinh diệt người ta giải quyết nó bằng cách là làm cho đời sống này nó dài hơn. Nó siêu thoát hơn khỏi cái cảnh giới đầy khổ đau phiền nhiễu này. Thế rồi cái con đường thứ hai của Đức Thế Tôn khai triển thì thưa các vị, đặc biệt là ngài không có khai triển trên cái nền tảng có sẵn đó là một thân sinh diệt này và giải quyết bằng cái cách là chấp nhận một cái tiểu ngã tức là một loại linh hồn sinh về một cảnh giới nào để sống trường thọ ngài giải quyết trực tiếp bằng cái cách là anh hãy nhìn lại coi cái anh gọi là bản ngã đây cái gì là linh hồn của anh và khi anh nhận ra trong cái bản ngã năm quẩn này không có cái được gọi là linh hồn thì bây giờ anh sẽ không có một cái nhu cầu sinh về đâu cả tại vì có cái đó là bản ngã của anh, linh hồn của anh, thần thức của anh, thì mới có nơi đi xin về. Còn bản thân của anh vốn là không có thì xin về đâu. Do vậy cho nên con đường thứ hai người ta gọi đó là con đường của trí tuệ trực giác quán chiếu nghe. Tất nhiên là cái dòng chảy đạo Phật nó không dừng ở chỗ đó là khai triển hai điều này, giống như là kinh văn tiểu thừa tức là kinh văn Nikaya khai triển rằng là bản chất anh nó là vô ngã. Cho nên tu để đạt đến trạng thái vô ngã thì thể nghiệm Niết Bàn. Mà Đạo Phật đã trải dài qua cái dòng thời gian tới hai ngàn mấy trăm năm cho nên sau đó thì Đạo Phật đã triển khai một cái dòng chảy của Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Đại Thừa thì lại khai triển trên cái nền tảng của Kinh Văn Nikaya khai triển rằng là đời sống của chúng ta để đắt được một quả vị chánh giác thành một vị thế tôn á có khi trải qua tới hàng sa kiếp Do vậy cho nên Niết bàn nó không phải là vô ngã nữa Mà biết bàn nó có trong phẩm tính của nó là có thường, có lạc, có ngã, có tịnh Tức là ngã của Niết bàn không phải là tiểu ngã Không phải là cái ngã phàm phu chúng ta chấp trước Ngã Niết bàn đó là pháp thân, bất sinh, bất diệt Nó là tuệ giác của Như Lai Nó là vô sinh, vô diệt, nó không phải là hình hài Thế thì thưa đại chúng rằng là theo với sự phát triển của Phật giáo Tới Phật giáo Đại Thừa thì đã khai triển rằng là vô ngã nhưng mà không phải biến mất và hữu vô tất nhiên vấn đề này thì nó rất rộng cho nên chúng ta chưa muốn đi vô vấn đề này vấn đề chúng ta khai thác trong phạm vi hẹp hơn đó là hai hướng mà đạo phật gọi ra để chúng ta có thể quy chiếu vào cái điều hiện tiền và chúng ta kinh nghiệm được đó là chi thưa các vị cái con đường tu đạo phật con đường thứ nhất nó bình phàm như chúng ta có thể quan niệm được đó là mình chỉnh lý lại đời sống của mình và mình làm cho đổi thay những cảm xúc của mình cho nên tu để có được an lạc có được hạnh phúc đây là cái điều bình thường những người tu phật chúng ta đến để nếm hương vị pháp cái con đường thứ hai thưa các vị là con đường đầy trí tuệ đó là thay gì anh điều chỉnh nó điều chỉnh những cảm xúc, điều chỉnh những cảm thọ, điều chỉnh những suy nghĩ thì đằng này anh vượt luôn qua khỏi những tầng cảm xúc, tầng nghĩ suy. Đây là con đường chấp cánh như một cái chiếc phi thuyền vượt ngoại tầng không gian nghe. Đây là hai đường, hai cái lối tu của Đạo Phật mở ra cho chúng ta. Và chúng ta có quyền tùy vào cái nỗ lực chúng ta, tùy vào cái nhân duyên chúng ta, chúng ta chọn một trong hai cách hành trì này thế rồi từ những cái ý nghĩa này mình giải thích để thưa với nhau rằng là đạo phật hình thành cái đời sống của tăng già thưa các vị lây quay thì chúng ta cũng thấy một điều là những cái lối tu này nó có mặt trong truyền thống tăng sĩ phật giáo nghe tùy vào cái năng lực của các thầy tùy vào cái khả năng liễu giải phật pháp của các thầy các thầy có thể chọn cho mình một cái con đường một đó là con đường chỉnh lý những xúc cảm của ta, nghĩ suy của ta để làm cho đời sống mình. Nó có an lạc hạnh phúc hoặc nếm trải hương vị của giải thoát. Cách thứ hai đó là thưa các vị trực tiếp vượt thoát khỏi tầng cảm xúc, tầng nghĩ suy, trực nhập thẳng vào cái biển trí tuệ thì hai tầng này nó cũng đến với con đường của người xuất gia. Tuy nhiên, vấn đề chúng ta khai thác nơi đây là chúng ta khai thác ở một cái tầm nó vừa phải để người Phật tử chúng ta có thể thăm dò cho để tu tập đó là cái con đường chúng ta chọn là con đường nào để có thể mình vừa sống giữa xã hội đời thường vừa tu tập để chuyển hóa thân tâm để làm cho an lạc hạnh phúc nó có mặt trong đời sống của mình, gia đình mình xã hội mình nhưng cùng một lúc mình có thể gieo cái hạt mầm để có thể vượt thoát được như con đường của thánh đệ tử ngày xưa đã mở ra đó là vượt thoát khỏi ta là thân ta là cảm thọ ta là nghĩ suy để thể nghiệm được cái trạng thái niết bàn của các vị thánh đây là con đường mà chúng ta khai triển khi đứng ở trong đời sống của người phật tử chúng ta thăm dò và chiều kích này thế là trước khi mở ra cái hướng này thưa các vị cái điều cần làm đó là mình hãy nhận diện mình coi là mình thuộc về cái tiếp nào tức là cái tiếp người nào mình có thể đi con đường nào để có thể nếm được hương vị an lạc đây ví dụ như trong đời sống gia đình của mình nó có rất nhiều cái vấn đề mình phải giải quyết nhiều trách nhiệm mình còn đang vương mang vai của mình còn gánh rất là nặng với xã hội với gia đình, với đời sống của chính mình và đời sống bao người. Thưa các vị, thế thì cái cách đầu tiên chúng ta chọn đó là trong đời sống bình thường này mình làm thế nào đếm hương vị Phật Pháp để điều chỉnh được đời sống của mình, gia đình mình, xã hội mình và vừa tu tập vừa đóng góp được các phần việc của mình cho xã hội, cho người thân, mang hạnh phúc cho mình, mang hạnh phúc cho người. Đây là cái điều đầu tiên nhận diện về cái vị trí đứng của ta, vai trò ta đang làm để mình có thể tụ tập. và khi mình nhận diễn điều này rồi, điều đầu tiên nó xảy ra là thưa các vị tâm của mình nó không có lâm vô cái tình trạng là bị phân liệt nghe. cái từ bây giờ người ta dùng đó là một cái loại bệnh là tâm thần phân liệt. tôi không biết y khoa nó định nghĩa về cái tâm thần phân liệt này như thế nào. thế nhưng mà mình nhìn bằng cái nhìn của người có tu học phật pháp rọi ánh sáng vào vấn đề này thì nó hàm nghĩa thế này nó hàm nghĩa rằng là tâm thức mình nó luôn bị phân mảnh một lúc thì nó muốn làm việc này một lúc thì nó muốn làm việc kia đang ở trong trần thế nhưng mà tâm thức mình nó không sống được trong trần thế nó nhiều cấp độ để nhìn về vấn đề này nghe cấp độ thứ nhất thưa các vị rằng là đang sống trong đời sống gia đình nhưng mà mình nghĩ rằng nơi đây nó đầy là khổ ải đầy bất an, nó đầy những bất trắc, nó nhiều khó chịu, cho nên mình không có thấy hài lòng gì với đời sống trong gia sống gia đình mình đang có cả. và tình trạng như thế này nó xảy ra thì thưa các vị dường như mình chút khổ cho mình trước tiên. chút khổ cho người chung quanh là điều thứ hai, nó rất dễ xảy ra nghe. tại anh thấy anh có trách nhiệm gì với người chung quanh cả. anh không cảm thấy hạnh phúc việc anh làm. đời sống anh đang có. vai trò anh đang thọ nhận thưa các vị đây là cái tình trạng tâm thần phân liệt nó đưa đến cái tác hại đầu tiên là đời sống ta rất là bất hạnh bất hạnh thứ hai thưa các vị cái tình trạng như thế này thì nó đưa đến là thân các vị ở một nơi mà tâm các vị một não khi cái đường quen ý thức ta là nó làm việc này nó không bao giờ bằng lòng với việc này sống trong đời sống này người ta không bằng lòng với đời sống ta đang có thưa các vị mọi lĩnh vực trong đời sống nó đều đi theo cái nếp quen như thế này tức là tâm thức mình nó có một cái chiều hướng rất quen như vậy cho nên các vị sẽ bất mãn với mọi thứ mà các vị có bất mãn với mọi nơi các vị có mặt bất mãn với mọi hạnh phúc mà các vị đang thụ hưởng thậm chí là các vị bất mãn luôn với hoàn cảnh các vị đang sống với cái điều kiện các vị đang thụ hưởng đó là như vậy nghe điều này dường như nó là một bệnh của xã hội ạ à. nó không phải bệnh của con người không mà các vị nhìn cái bệnh của xã hội các vị thấy là mọi người trong xã hội cũng đang đi vào cái chiều hướng này nghe ví dụ như trong phạm vi nhỏ thì chúng ta bất mãn với gia đình ta trong phạm vi lớn thì ta bất mãn với xã hội hoa kỳ ta đang sống thế rồi nếu các vị lỡ mà làm người lãnh đạo quốc gia thì các vị cũng lâm vô tình trạng là luôn bất mãn với những điều kiện chung quanh người ta đang cư xử với các vị dường như cái điều này nó là một thông lệ rất bình thường á chỉ có những con người có khả năng họ có ý chí mạnh mẽ là một họ có lý tưởng trong đời sống là hai thưa các vị thì họ mới có thể mỉm cười được trong những cái hoàn cảnh mà bao nhiêu khó khăn đổ đến với họ ngạn ngữ của người Trung Đông họ có một câu là chó sủa thì cứ sủa nhưng mà đoàn người lữ hành thì cứ đi nha. Cái điều này nó ứng dụng với đời sống của mọi giai tầng xã hội nó đều đúng như vậy. Những người có lý tưởng thực sự á, thưa các vị, chửi họ thì cứ chửi, biêu riếu họ thì cứ biêu riếu nhưng họ biết họ phải làm, biết việc họ đang đi, biết cái công trình đóng góp họ đang có mặt cho nước non, cho người dân, và trong phạm vi nhỏ thì thưa các vị, với người có lý tưởng thực sự của đời sống á, họ ứng dụng Phật Pháp vào đời sống rồi thì họ có thể làm được điều rằng là hoàn thiện vai trò trách nhiệm của họ trong xã hội đời thường. Họ có thể sống hài hòa với mọi việc thế nhưng mà lý tưởng họ thì họ vẫn giữ. Trong khi đó thì họ làm hạnh phúc cho chính họ, hạnh phúc cho người chung quanh họ. Nhưng mà con đường họ tiến tới thì chúng ta không lường được họ sẽ đi về đâu đây là trường hợp thứ nhất của một đời sống ứng dụng phương pháp tu tập vào đời sống hiện tiền thì họ không có bị cái tình trạng là phân liệt tâm thức tức là bệnh thần kinh phân liệt điều thứ hai mình chia sẻ nơi đây thưa đại chúng rằng là nếu mình là người thực sự có học phật pháp có tu tập thì chắc chắn một điều rằng là mình đủ thông minh để có thể ứng dụng được cái điều này trong đời sống của chính mình đó là mình có thể sống rất là hoàn thiện trong cuộc sống đời thường với vai trò của một người chủ trong gia đình hoặc là vai trò của người lãnh đạo quốc gia hoặc là vai trò của một người đóng góp những tiện ích cho xã hội nhưng mà cùng một lúc thưa các vị mình có thể làm được một điều tuyệt vời rằng là ứng dụng pháp thực tập của phật để có thể giống như là những nhà phát minh vậy họ lợi dụng cái điều kiện ở mặt đất lợi dụng cái điều kiện của nhiên liệu nên hành tinh này có mặt họ làm thành một cái phát minh là đẩy được cái chiếc quả tiễn vượt ngoại tầng không gian đây là trường hợp thứ hai của người có cái căn trí tuệ rất là bén nhạy hay nói cách khác từ cái sự chia sẻ của mình đó là lợi dụng cái xúc cảm của chúng ta cảm thọ chúng ta nghĩ suy chúng ta hình hài phàm thường chúng ta mà cài vào đó một cái ý niệm tu tập một cái pháp hành trì để có thể ngay trong cảm xúc mà vượt thoát được cảm xúc ngay trong nghĩ suy mà có thể vượt thoát được nghĩ suy ngay trong hoàn cảnh bình thường của một đời sống giữa trần thế nhưng mà có thể vượt thoát được đời sống giữa trần thế, cái dạng người này thưa các vị đòi hỏi điều thứ nhất là họ có căn cơ nhất định, điều thứ hai là họ rất là thông minh, điều thứ ba là họ có một cái trình độ học hiểu chánh pháp, nhận thức về chánh pháp rất ư là sâu sắc thì có khả năng làm được điều này cho chính họ, còn không thì thưa các vị rất là khó khăn để chúng ta có thể ứng dụng được điều này trong cái sinh hoạt tu tập đó là hai nét mình giải thích rằng là tùy vào căn cơ chúng ta tùy vào cái nhân viên học phật pháp của chúng ta tùy vào cái trải nghiệm đời sống chúng ta và nhận thức chúng ta nó đạt đến một mức độ thâm sâu nào thì mình có quyền chọn cho mình cái con đường và con đường nào thưa các vị nó cũng được khởi đầu bằng đó là ở ngay trong cuộc sống đời thường này lợi dụng cuộc sống đời thường để làm cho an lạc cho chính mình ăn lạc cho người và con đường thứ hai là lợi dụng cuộc sống đời thường này để gom tất cả những nhiên liệu cần thiết để làm một cái chiếc phi thuyền vượt ngoại tầng không gian có hàm nghĩa rằng là lợi dụng cảm xúc lợi dụng ý niệm lợi dụng ý tưởng của chúng ta làm cho cái năng lực nhận thức của chúng ta nó càng ngày càng đầy để từ cái nền tảng cái năng lực nhận thức này đẩy được đời sống chúng ta vượt khỏi cái tầm của nhận thức của ý thức bình thường. Đây là hai bước mình gọi ra để cho đại chúng lưu ý rằng là có hai con đường mà chúng ta có quyền tự chọn. Thế rồi điều thứ ba nữa đây thưa các vị hai con đường này tuy mình phân ra để cho có một cái sự nhận định tỏ tường nhưng mà kỳ thực rằng con đường này nó yểm trở con đường kia. Tức là khả năng lý giải hiểu biết Phật Pháp của các vị ở cái bước thứ nhất hoặc thứ hai chi thưa các vị nó đều tương quan với nhau nó đều tác thành cho nhau và cái trình độ hiểu biết phật pháp của chúng ta thưa các vị mà nếu đạt đến mức độ hiểu biết đủ để ăn trú được trong pháp hành trì giữa đời thường thì thưa đại chúng rằng là ta có thể vừa làm cái công việc của một người sống giữa cuộc đời bình thường nhưng mà ta ứng dụng pháp hành trì vào để làm cho đời sống chúng ta rất là viên mãn. viên mãn ở đây nó không có hàm nghĩa cao siêu là viên mãn phật quả gì cả. viên mãn ở đây có hàm nghĩa rằng là mình ứng dụng phật pháp vào đời sống của chính mình để làm cho mình hạnh phúc an lạc. làm cho người thân của mình an lạc làm cho xã hội của mình nó an bình. mình không có đóng góp một bàn tay để xé nát xã hội. mình cũng không có làm cho hoàn cảnh xã hội nó tan thương thêm hoặc là làm cho người thân mình chìm trong cái tình trạng bất hạnh thêm đây là trường hợp thứ nhất nếu ta ứng dụng phật pháp vào đời sống của chúng ta và chúng ta khéo tu tập thì thưa các vị nó viên mãn đời sống bình thường đây là bước thứ nhất bước thứ hai thưa các vị rằng là nếu mình hiểu biết phật pháp mình ứng dụng vào đời sống của mình thì cái điều thành đạt cạn viên mãn như mình vừa nói nhưng là cái điều quan trọng hơn thành đạt thâm sâu đó là thưa các vị Ta làm mọi việc giữa cuộc sống đời thường này Ta trộn lẫn đời sống mình trong bao nhiêu con người Nhưng mà ta vẫn có một đời sống rất là riêng Nó hàm nghĩa rằng Ta cũng có thể buồn như người Cũng có thể lo âu như người Cũng có thể chạy vại ngược xuôi như người Lây quay giống như người Nhưng mà trong tâm thức ta nó có một cái vùng trời an bình Vùng trời bất động dùng trời tâm không xin công việc mà ta luôn an trú trong đó khi cần thiết hoặc ta có thể làm một điều rằng là luôn an trú nữa đó nhưng mà vẫn làm mọi việc như bình thường đây là cái trình độ thứ hai mà nếu chúng ta thấu đạt phật pháp là một có trải nghiệm ít nhiều về công phu tu tập là hai và có khả năng sống được với đạo càng ngày càng dày hơn thì ta làm được điều này không phải khó khăn chi đó là hai bước mình gọi ra nơi đây để cho các vị thấy rằng là ta có thể vừa ở trong trần thế nhưng cũng có thể làm người xuất thế ta cũng có thể hưởng hạnh phúc đời thường nhưng vẫn đang là người chứng nghiệm trí tuệ giải thoát đó là nét thứ ba mình gọi là chúng ta có quyền chọn đi con đường nào Nét thứ tư thưa các vị đó là mình làm thế nào ứng dụng những pháp hành trì của Phật dạy vào đời sống của mình. Cái điều này rất là quan trọng nhé. Kỳ thực rằng là chúng ta đều có khả năng ứng dụng được những điều này vào đời sống tu tập của chúng ta. Có điều quan trọng là mình có cái niềm đam mê ứng dụng nó hay không mà thôi nghe. Kỳ thực rằng là ta có đủ cái điều kiện là một, hoàn cảnh chúng ta cho phép chúng ta là hai. Có điều thưa đại chúng rằng là tâm thức chúng ta, nhất là ý thức chúng ta thì nó lại không có thói quen để làm điều này. Ý thức chúng ta, thưa đại chúng là nó có một thói quen là nó luôn dắt dẫn ta đi về cái hướng, cái chiều hướng nhất định đã từng như vậy trong quá khứ tới hôm nay là cái chiều hướng luôn lăn xăng luôn xoay quanh, luôn ngược xuôi. Hay nói một cách dễ hiểu là nó luôn xoay tròn thôi. Các vị hình dung rằng là hành tinh này thì tròn để nó xoay. Vòng thời gian bốn mùa thì nó cũng tròn. Và cái con đường hành tinh đi cũng tròn, mặt trời cũng tròn. Và vòng luân hồi nó cũng tròn như vậy nghe. Do vậy cho nên thưa các vị nhìn sâu vào tâm thức như cái phần đầu mình đã thưa với các vị đó là tâm thức ta nó cũng có một vòng tròn luôn xoay trở về chỗ cũ như vậy buồn vui hận giận ghét thương ngần đó việc nó đi qua rồi nó trở lại ý nghĩ chúng ta thì nó cũng có một vòng tròn như vậy tức là nó suy nghĩ qua rồi nó lại suy nghĩ lại và cái điều này nó minh chứng rằng là ý nghĩ chúng ta cũng giống như là cái chu kỳ của tử sinh vòng tròn như vậy nó là cái vòng tròn khép kín khó có cơ hội để chúng ta thoát do vậy cho nên dù anh có đủ những điều kiện để vượt thoát nhưng mà rất khó khăn anh vượt thoát là như vậy đủ điều kiện ở đây là chi có một hình hài là đủ điều kiện thân chưa tật bệnh là đủ điều kiện một xã hội tương đối không đến đổi rối loạn bất an chiến tranh hoạn họa quả là đủ điều kiện đời sống mình không nên đổi thiếu thốn cái ăn cái mặc cái uống là đủ điều kiện và người chung quanh mình không nên đổi thù ghét mình và lâm vô tình trạng sống trong địa ngục thì mình đã đủ điều kiện rồi nghe thế nhưng mà thưa các vị ngần đó điều kiện nó chỉ là điều kiện ngoại vi thôi cái điều kiện nội dung đó là các vị nếm hương vị phật pháp các vị biết được đường về thấy được cái ngõ nào là cái ngõ chỉ đổi thai những xúc cảm ngõ nào là ngõ vượt thoát xúc cảm và những ý nghĩ biết được hai đường rồi thế nhưng mà mình đi vô sự thực tập thì dường như rất là khó khăn thử làm một điều ngồi thiền 15 phút 20 phút thì các vị nhận diện một điều nó là một minh chứng về cái vòng tròn nó lôi chúng ta nghe mình sẽ thấy rằng là dường như ý tưởng mình nó chưa bao giờ chịu thua mình nó luôn là khởi lên luôn dắt dẫn các vị luôn nỉ non bên tai các vị để cho các vị có thể khởi suy nghĩ từng tràng từng tràng cái khó khăn của chúng ta là như vậy thế cho nên thưa các vị cái điều thực tập đầu tiên là mình phải bắt đầu làm cái công việc đó là mọi ý nghĩ của ta xin diệt mọi xúc cảm ta nó đến mà đi thì chúng ta thử làm một việc là quan sát nó thử làm một việc là đứng bên ngoài nó nhận diện nó đang sinh năng diệt Đừng đồng nhắc mình vào những ý nghĩ buồn vui. Đừng đồng nhắc mình vào những cái xúc cảm đang sinh năng diệt. Đây là cái cách mà chúng ta có quyền làm cho chính mình để có thể vừa sống giữa tầng đời bình thường, vừa thực tập cái phương pháp vượt thoát khỏi đời sống bình thường. Đây là bước thứ nhất mình gọi ra để các vị có thể ứng dụng pháp hành trì vào đời sống của chính mình điều thứ hai, thưa đại chúng rằng là cái điều này khi mình có ứng dụng ít nhiều rồi, các vị sẽ cảm thấy một điều rất tự nhiên đó là dường như tuy chưa có thành đạt được sự viên mãn của công phu tu, thế nhưng mà mình đã có được một cái phương pháp, tức là một cái yếu chỉ vô cùng quan trọng để mình có thể nắm nó và trị liệu những cái xúc cảm bất an hay là lo âu phiền muộn nó chấn động tâm thức mình một cách rất ư là ghê gớm tức là mình trị liệu được những cái cơn động đất tức là những cái cơn địa chấn của tâm thức mình hoặc là trị liệu được những cái quả hoạn khởi ra nơi tâm thức mình không phải là khó khăn và điều này rất dễ hiểu nha nếu mình chưa từng biết tu tập chưa từng học phật pháp về hành trì thì thưa đã chứng rằng là mỗi một lần xúc cảm nó sinh diệt trong các vị thì các vị bị nó nhận chìm có khi mất rất nhiều thì giờ mới có thể gượng lại được thế là nếu mình đã từng học phật pháp đã từng có công phu hành trì đã từng tập trè tu quan sát những buồn vui những cảm thọ những ý nghĩ sinh diệt thì những cái lúc địa chấn nó xảy ra hay là những lúc quả hoạn nó xảy ra lâu lâu mình chợt cảm thấy là bị tổn thương quá nặng bị lửa nó tàn phá rất là nghiêm trọng thì mình có thể cứu được cái cơn quả hoạn xảy ra Để tâm mình lúc bây giờ thưa các vị đành là cái lực dụng mình nó chưa lớn nhưng mà các vị có quyền nhìn vào những buồn những vui các vị tuy nhiên là cái cơn quả hoạn này không phải dập tắt nó dễ đâu nghe nhưng mà tối thiểu thì đã có một cái đoàn quân chữa lửa có thể chữa trị được cái cơn quả hoạn xảy ra nơi tâm thức thế cho nên khi có ứng dụng tu tập rồi thì chúng ta cảm nhận được cái kết quả nhất định xảy ra ít nhiều nơi tâm thức chúng ta đây là bước thứ nhất chúng ta có tu tập có nếm hương vị phật pháp thì nhận ra điều này bước thứ hai thưa đây chúng rằng mình đợi cho tới quả quạng xảy ra, dường như cái chuyện này hơi buồn màng á, đợi cho địa chấn xảy ra, thưa các vị nó dìm chết mình mất tiêu rồi, cho nên cái lúc bình thường, cái giai đoạn rất là thuận lợi để chúng ta có thể ứng dụng được điều này, để chuẩn bị cho, để trị liệu những cái lúc đại nạn xảy ra đó là bằng cách là trong cái lúc bình thường khi sinh hoạt, khi đứng, khi đi, khi nói, khi cười, hoặc là khi có những nỗi buồn, niềm vui nó phân phớt rất nhẹ nhưng mảnh mây ấy, thì ta thử thực tập làm người quan sát nó. Đây là cách thứ hai tốt nhất để chúng ta chuẩn bị cho cái cơn quả hoạn nó xảy ra nơi tâm thức chúng ta. Thưa đại chúng rằng là mình ở Mỹ cho nên những điều này nó rất là thực tiễn nha. Các vị có biết rằng cách nay hơn một tuần khi khói lửa nó cháy ngập trời ở miền Nam Cali tức là ở gần vùng San Diego và khói nó mịt mù hết và quý sư cô bảo rằng là thưa thầy thầy nên chuẩn bị vài bộ đồ nè những giấy tờ cần thiết nè, trong một cái ly nhỏ và đề phòng lúc nào quả quản nó xảy ra thì chỉ cần là cảnh sát nó gọi nó báo động thì chúng ta phải lên xe để đi đó thưa thầy thế rồi thưa đại chúng rằng mình mới nhớ lại rằng là trong quá khứ khi quả hoàng nó xảy ra lộc quyển có một cơ hội nó là dẫn nhau lên xe chạy đi rất là xa và sau đó thì cả hai ba ngày mới trở về lộc quyển nó ồ quá ra là đời sống chúng ta nơi đây điều thứ nhất là phải biết rằng là nên có một cái chiếc vali rất gọn nhẹ tiền thì không có rồi nhưng mà có cái pháp y vài bộ áo quần giấy tờ cần thiết Vậy bây giờ thì phải thêm một món mà không rồi nữa là phải mang cái laptop theo đề phòng khi có việc là mình có việc để sử dụng. Thưa các vị, cho tới hôm nay thì cái vali đó nó vẫn còn nguyên vậy nghe. Tại vì mình đâu đã chắc rằng là sự việc nó xảy ra bất cứ lúc nào. Nửa đêm, cảnh sát mà nó gọi rằng là lửa cháy hoặc bất thần có việc gì xảy ra thì thưa các vị liền tức khác. Mình có cái món đồ phụ tùng sẵn sàng chuẩn bị để có thể vượt ra khỏi nhà một cách rất là nhẹ nhàng từ cái điều kiện vật lý hiện tiền và đời sống chúng ta nơi nước nước hoa kỳ này dội ánh sáng này về để các vị có thể thực tập nghe kỳ thực rằng mình đợi tới lúc quả hoạn nó xảy ra lúc bây giờ mình mới đi tìm một cái bộ áo quần nè tìm giấy tờ cắt ở đâu nè tìm những món gì cực kỳ quan trọng bỏ vô thưa các vị lúc đó cháy nhà mất tiêu rồi cho nên thưa các vị Người thông minh Họ phải làm được một việc Là khi tâm thức chưa bị u uẩn Chưa bị sầu khổ bất an Chưa có những cơn hỏa hoạn Chưa có những cơn địa chấn xảy ra Thì họ đã biết hành trì rồi Điều này nó cho chúng ta một ý niệm rằng Là cái chuyện tu tập chúng ta Không phải đợi đến lúc buồn Giận ghét thương ưu tư phiền muộn Đợi tới lúc vô thường xảy ra Thì mình mới bắt đầu quán chiếu Bắt đầu tu tập nghe Thưa đại chúng rằng là ta phải tu tập ngay bây giờ, ngay cái điều kiện còn cho phép, ngay cái lúc thân thể ta còn khỏe mạnh, ngay cái lúc ta chưa ốm đau tật bệnh, ngay cái lúc chung quanh ta đời sống vẫn còn bình thường. Mà nếu lúc này ta không có lợi dụng cái điều kiện tốt lành như thế này để hành trì, chắc chắn rằng một lúc nào đó quảng quả nó đến, khó khăn nó đến, những cái cơn địa chấn tâm thức nó xảy ra thì chắc chắn rằng là các vị không có được cái cơ hội tốt lành để làm cho tâm có vị an thân có vị an do vậy cho nên cái bước thứ ba rất là quan trọng là hãy thực tập vào mọi lúc mọi nơi và xin lặp lại nơi đây đó là cái hoàn cảnh chúng ta rất là thuận lợi chúng ta đang có một hình hài chưa đến nỗi tật bệnh ốm đau ta đang có một cái hoàn cảnh chưa đến nỗi lâm vô cái tình trạng khó khăn gây gớm và ta đang có đủ cái điều kiện cơm ăn áo mặc đủ đầy không đói kém và hoàn cảnh chung quanh thì nó rất là thuận lợi không có chiến tranh hoạn quạ. cho nên nếu mình không lợi dụng cái giai đoạn này trong cái thời khắc này để làm cho cái năng lực tu tập mình nó đầy lên thì thưa các vị rồi sẽ tới một lúc chúng ta vô cùng ân hận nhất là cái lúc ấy là cái lúc mình sắp buông tay về với đất thì thưa đại chúng rằng nó sẽ hoảng loạn bất an lo âu nó sẽ vô cùng khó khăn đến với chúng ta tóm lại mình học tiếng đồng hồ thôi dành lại ba chục phút có ba điều gợi ý nơi đây để, chúng lưu ý điều thứ nhất thưa các vị ta không thể tu hành nếu không có ý thức dắt dẫn thế nhưng ý thức nào không phải là con đường cuối cùng đành rằng nó có công năng để giúp chúng ta quân tập được cái sự hiểu biết phật pháp nó có công năng giúp chúng ta để lái đời sống chúng ta về cái hướng thiện lành nó cũng có khả năng giúp chúng ta có được cái nhận thức tốt lành để mình đổi thay đời sống của chính mình để mình làm tăng trưởng những cảm thọ an lạc tức là nếm hương vị chánh pháp nè thực tập để đổi thay nhận thức nè và làm cho lòng mình tràn đầy hỷ lạc nó đều được ý thức giác dẫn thế nhưng ý thức thưa các vị nó chỉ là căn nhà và mình có làm thế nào đi nữa thì cũng là căn nhà cũ cho nên cái con đường vượt thoát, cái con đường tu tập để có thể thành tựu được. Giải thoát tổ cùng đó là phải vượt ngang của ý thức. Đó là ý niệm đầu tiên chúng ta tóm lại cái điều mình đã trình bày Điều thứ hai, làm thế nào để có thể vượt ngang của ý thức? Giống như là người ta sinh ra trên mặt đại địa, người ta sống nhờ mặt đại địa này, sử dụng mọi cái điều kiện nơi mặt đất này tặng cho người ta thế nhưng mà người ta có quyền gom những cái loại năng lượng và những cái loại thiết bị cần thiết để làm thành chiếc phi thuyền vượt ngoài không gian cũng như vậy chúng ta nhờ ý thức làm nên bao nhiêu việc xây dựng nhân cách chúng ta làm thành hạnh phúc đời sống chúng ta làm thành cái khả năng nhận thức giàu có khi chúng ta đến với công trình tu học nhưng mà thưa các vị còn một phần rất quan trọng là ta phải vượt ngang ý thức ví dụ như ý thức nó xây dựng cảm xúc buồn vui hạnh phúc bất an ý thức nó xây dựng nên nhân cách cho chúng ta cao quý cũng không cao quý thế nhưng mà có một phần nếu ta liễu đạt điều này thì cái công phu tu ta tự nhiên nó mở ra và ta có niềm tin vững chắc với chánh pháp thôi đó là chi ta vượt ngang tầng ý thức bằng một cách đơn giản thôi là, là quan sát ý thức ta đang sinh đang diệt, quan sát cái dòng ý thức ta đang chạy tới chạy lui. Thưa các vị, loài động vật nó chỉ dừng lại ở chỗ ý thức nó sai khiến thôi. Hạng người bình thường họ chỉ thấy ý thức họ là họ thôi. Thế rồi hạng người có thể vượt thoát được ý thức, đi vào đời sống tâm linh, chứng nghiệm được bậc hiền trí á là con người vừa suy nghĩ nhưng vừa quan sát được sự suy nghĩ của chính họ. Đây là cái bước cuối cùng của đời sống con người có tu tập. Thành đạt điều này gọi là thành đạt giải thoát, chứng nghiệm đời sống tâm linh. Tóm lại cái ý chính đó là thưa các vị, vận dụng ý thức để tu tập. Thế nhưng mà còn một điều rất quan trọng để chứng nghiệm được an lạc giải thoát hiện tiền, đó là ta dùng năng lực tâm đang quan sát, quan sát ý thức ta đang sinh diệt. Và khi các vị an trú được trong cái con người quan sát được ý thức sinh diệt thì cái con đường niết bàn mở ra dù các vị có thể sống trong đời sống cư sĩ bình thường hoặc là làm người xuất gia chi hoặc ở trong truyền thống tôn giáo nào thưa các vị cũng có khả năng ứng dụng được điều này để thành đạt được sự nghiệp tu tập chứng nghiệm được đời sống tâm linh chứng nghiệm được thánh trí đó là điều kết luận cuối cùng để chúng ta ứng dụng nó vào đời sống tu tập chúng ta đúng 6 giờ dừng lại ở đây cảm ơn thầy chúng cảm ơn thầy dạ hôm nay là không có dự định à, lại ngắn thời gian nhưng mà thầy cho từ con một bài phát rất là hay cảm ơn thầy Quý ừ. đại chúng, ngoài kia có câu hỏi thì xin nhắn vào bên dưới của slide này rồi tụi con sẽ đọc cho thầy. Hiện giờ thì con có đại chúng đặt câu hỏi là chính bạch thầy khi con nhận diện được cảm thọ buồn vui hàng ngày pháp môn này như vậy có thể vượt thoát được tự thân hay không? Con kính quyền. Thưa đại chúng rằng là chỉ nhận diện đây là cảm thọ buồn vui lo âu phiền muộn bất an thì các vị vượt thoát được cái tầng đầu nó là vượt thoát được cảm thọ những xúc cảm nhắc dẫn các vị nhưng mà vượt thoát tử sinh nó còn chẳng cuối nữa đó là làm người quan sát được những suy nghĩ như mình vừa trình bày thì mới mong bảy con thuyền đời sống mình vượt ngoại tầng không gian ngay lúc bây giờ nó mới không đi theo cái vòng tròn của hành tinh này tức là không đi theo cái vòng tròn của sinh sinh tử tử nữa các vị mượn ý thức để vận dụng, để tu tập. Thế rồi các vị mượn ý thức các vị vượt thoát được cái tầng cảm thọ buồn vui sinh diệt. Rồi các vị là một điều cuối cùng đó là trở thành người quan sát ý thức của các vị thì mới có khả năng đoạn trừ được cái vòng tròn của samsara được còn nếu mình chỉ ngừng ngang đó thì làm chủ được buồn vui làm chủ được cảm thọ sống giữa trần đời này rất là kiêu hùng trở thành người đầy hỷ lạc trở thành món quà vô cùng tuyệt vời để có thể đóng góp được cho gia đình cho xã hội thế nhưng mà vẫn chưa vẫn là người đang đi lanh quanh thôi tức là cái vòng tròn của lang thang nó vẫn còn bao giờ mình liễu ngộ được là ta không phải là buồn vui đã đành nhưng mà ta không phải là những nghĩ suy nữa và liễu đạt được cái tầng thâm sâu đó là ngoài cái nghĩ suy này ta có một cái tầng tâm bất động vô sinh vô diệt không nghĩ suy gì mà nó đang sáng chiếu đang chiếu sáng cái nghĩ suy chiếu sáng cái buồn vui và chiếu sáng cái thân tâm này đứng đi nói cười thức ngủ chi vẫn không rời nó thì lúc bây giờ các vị đã mở cái chiều hướng đi vô cái quả dự lưu chứng nghiệm được thánh trí. Đó. là lúc người thân công mất nếu mời thầy về làm đặt có giúp được cho người thân hay không Ồ, oh, câu hỏi này dường như thầy trả lời rất nhiều lần rồi. Thực ra thưa các vị, cái nội dung tu tập của các vị nó rất là quan trọng. Còn cái chuyện sau khi ra đi rồi thì cái điều này, điều thứ nhất là tùy vào cái nhân duyên của các vị. Có những trường hợp người thân ta mất mà không cần mời ông thầy nào hết mấy thầy tự tới rất là đông nha đó là do vì trong quá khứ lúc mình còn sống á mình đã gieo được cái nhân lành rất lớn với nhiều người với nhiều thầy cô nhiều đạo tràng do vậy cho nên cái niềm tri ân của các thầy cô đối với mình rất là lớn thế cho nên dù khó khăn nhưng mà khi nghe tin mình mất dịch bệnh nó lây lan nhưng mà họ vẫn tới để họ thể hiện cái lòng của họ đối với người thân ta Trường hợp này trường hợp rất là chân tình Mình không từ chối được Trường hợp thứ hai xảy ra Đó là có khi người thân của mình đâu từng tu tạm gì đâu Đâu tạo chút phước điện nào Do mình tu thôi Là một số quý thầy quý cô Một số đạo tràng Ta quý trọng mình cho nên ta tới Ta tụng kinh Điều này thưa các vị nó mang Cái chiều hướng lợi ích không phải nhỏ tại vì do vì người ta quý trọng cho nên người ta đem hết cái tâm lành của người ta đến người ta hộ niệm cho và khi cái năng lượng lành của nhiều người đến thì tất nhiên cũng giúp được cho điều thứ nhất là năng lượng lành đó nó đánh đi hết những cái u ám trong đời sống gia đình của người có tan ma điều thứ hai năng lượng lành đó mà nó to lớn thì thưa các vị nó giúp cho người thân của chúng ta có thể nương cái năng lượng lành của những người có tu đó họ được an lạc và tùy vào cái mức độ tâm lành của người đã ra đi đó như thế nào thì có thể thừa hưởng được ít hay nhiều nghe. Tuy nhiên có những trường hợp đó là người thân của ta lúc bình thời họ không ưa gì mấy ông thầy. Chẳng thích gì Phật Pháp. Thế là cái lúc mà người thân ta mất mình, các thầy tới thì có chừng họ nổi sân lên mình đâu biết. Cho nên các vị hãy lưu ý cái điều này rất là quan trọng. Điều thứ ba, Thưa các vị đôi khi mình cũng không có tin gì về cái chuyện mấy thầy tới tụng kinh cầu siêu cầu an gì đâu Thế nhưng mà mình thấy cái trong cái văn hóa Việt Nam người thân mất rồi mà nếu không có thỉnh thầy tụng kinh Không có làm đình làm đám cho nó ghê gớm là dường như là bất hiếu là một nè Người ta khinh thường gia đình mình là hai nè Hà tiện nó đổi là không dám rước thầy về tụng kinh Bằng hữu bạn bè người thân chung quanh nói rằng cái nhà vô phước coi kìa người chết mà không có ai tới tụng kinh do vậy do gì sĩ diễn nè do vì văn hóa nè cho nên mình thỉnh rất là đông nhiều thầy tới và nhiều thầy tới thì cũng chưa chắc ăn cho nên thôi tổ chức tai đàn chẳng tế cho nó đình đám ra nào càng trống um sùm làm luôn cho mấy ngày như một gánh hát ở trong khi đó thì lòng tin của mình sự quy hướng tam bảo của mình dường như nó không có mạnh không có sâu xa chi đâu điều này thưa các vị là một trong những điều tệ nhất của cái cách mà ta làm đám nghe đó là ba cách này giải thích cách thứ tư thưa các vị rằng là cái quan trọng là tâm thành của các vị ví dụ như mình có được cái nguồn tài chánh rất là lớn và thay vì mình mời mấy thầy về để làm một cái trai đàn tốn ít nhất là hai chục ngàn đô cho không ít hơn đâu nghe theo mình biết thưa các vị các vị dùng hai mươi ngàn đô đó các vị làm bao nhiêu thiện sự các vị biết không đào được mấy cái giếng cho những người dân tộc mà có nước uống cất được mấy trường để cho những em nó thiếu điều kiện học hành nó trưởng thành nó học hành thưa các vị lợi ích của cái giếng nước và một cái trường vậy các vị biết nó bao nhiêu lâu không thưa đại chúng rằng là có khi nó đi rất xa nghe và ta mở cái tâm ta rộng một chút đừng vì cái chuyện là của tiền này ta làm cho người thân ta theo cái nhìn của mình thưa các vị cái điều rất là quan trọng đó là dường như tâm thức ta nó chưa mở ra. Có bao nhiêu tiện thì một là ta xây cái mồ của ông bà ta cho nó hoành tráng ra, nó tráng lệ ra. Thứ hai là ta làm cái đình đám cho nó vô cùng là nổi cộm, để nở mặt nở mày. Trong khi đó thì có rất nhiều vấn đề nó hiện thực, dường như là người Phật tử chúng ta tu chúng ta chỉ biết rất ư là tự lợi thôi, tức là vị kỷ, vị tha chúng ta chưa có nghe. Trong khi người chưa tu đó là người mỹ có vị hình dung rằng là nó giàu vô cùng thế nhưng đồng tiền nó bỏ ra nó không có vì là con của nó vì bố mẹ của nó nhiều đâu mà nó bỏ ra cho công trình từ thiện công trình phúc lợi xã hội thế cho nên mình nên học cái cách của người mỹ đừng có quá là vị kỷ và ai cũng phải ai cũng phải có một cái quan niệm rằng là ta phải có trách nhiệm với chính ta trước cái đã đừng đợi tới mình mất rồi để di chúc người thân phải mang xác của mình về tới quê hương rồi chôn nơi đó thưa các vị cái đoạn đường rất là dài và làm khổ nhau rút sống thì chưa đã nư cho nên làm khổ nhau lúc chết có nhiều phân tử mình nghe mình thấy rất ư khó chịu không biết phải giúp làm sao bảo rằng bố con di chúc rằng là phải mang bố con về mang về phú quốc chôn thưa thầy đó trời sao mà nhiêu khê tội nghiệp vậy đốt cái đi rồi thả cho nước biển không sung sướng à nó đâu được bố con nhận như vậy thầy thầy biết rằng là đưa một cái xác về việt nam đâu đơn giản từ sài gòn lại đưa về rạch giá đâu đơn giản từ rạch giá đưa qua phú quốc nữa một cái sự nhiêu khê vô cùng rồi mình hỏi chứ gia đình đủ giàu không con nó còn bán ở nhà luôn đó chứ thầy thì các vị hình dung rằng nó tội nghiệp nghe cho nên hãy học chút văn hóa người mỹ đi để cống hiến ít nhiều cái sự có mặt của mình trên cuộc đời này cho nhiều con người đang cần thiết đừng có quá nặng nề về cái chuyện là bố tôi mất tôi phải làm đình lòng đám thưa các vị có những việc các vị không cần làm mà tự nhiên nó thành tựu ví dụ như mình đã từng tu tập mình đã từng hành thiện thưa các vị rằng là không cần cho ai hay cả mà tự nhiên người thân mình mất rồi là các chùa các thầy các sư cô và nhiều ban phật tử họ tới họ tụng kinh họ yểm trợ hộ niệm thì chuyện này rất tự nhiên còn tự nhiên mình khởi cái tâm là tôi phải là một cái trai đàn chẳng tế dường như là ngay cái căn bản dường như nó đã thiếu một cái phần vô cùng quan trọng đó là tâm từ của chúng ta nghe có thể giải thích của mình nó làm mất lòng các vị đó nhưng mà ráng chịu thôi cứ nói đi là trúng trặc gì ráng chịu thôi nhận diện và quan sát thầy phong Thị chỉ dạy cho con để con thực tập cho tốt hơn thật ra hai cái từ này nó tuy khác nhưng mà nó cũng giống giống nhau có điều cái sự sâu cạn của nó khác biệt thôi nhận diện có nghĩa là nó hơi hững hờ hơn mình chỉ thấy mặt thôi còn quan sát nó cũng mang một cái hàm nghĩa rằng là mình nhận diện nó mình thấy mặt nó nhưng mà cái sự thấy mặt của mình đó, nó rất tỏ tường cái sự chú tâm của mình tức là cái sự tỉnh giác của mình nó có mặt trong cái lúc mình nhận diện mọi đối tượng đang sinh đang diệt còn nhận diện thì dường như nó hơi cạn hơn theo cái nhìn của mình nó như vậy nghe ví dụ như có người đó đến với mình mình chỉ thấy mặt họ đi ngang qua và sau đó hỏi mình rằng ai đi ngang qua đó mình không nhớ đó là ai hết đây là nhận diện thôi Thế rồi quan sát có hàm nghĩa rằng tôi nhìn tỏ tường họ từ xa đi tới, họ đi tới ngang trước mặt tôi, họ đi ra đi mất tiêu là tôi cũng vẫn thấy. Thì đây là quan sát nha. Các vị ứng dụng điều này vào cái nội lực tu thì thưa đại chúng rằng là các vị sẽ thấy cái công vô tu của mình nó càng ngày càng tỏ tường, càng sáng tỏ hơn. Và khi mình có ứng dụng tu rồi thì thưa đại chúng rằng cái việc rất dễ, rất đơn giản đó là các vị sẽ có được cái kinh nghiệm rất là dày Trong cái tiến trình tu Và khi các vị tự tu Có kinh nghiệm đầy đặn rồi Lúc bây giờ các vị hướng dẫn Giúp cho những người thân của mình Có thể tu tập rất ư là dễ dàng Có câu hỏi này à, người hỏi rằng Trong tướng mạo của Thầy Và khuôn mặt của Thầy Rất tươi sáng Vậy Xin Thầy nếu có thể Thầy làm ơn chia sẻ về cách Thưa các vị, cái chuyện này mình nghĩ nó không có gì là khó khăn và phương pháp gì cả. Mình là ông thầy dễ nuôi nhất, mình nghĩ như vậy. Sáng ăn có khi chén cháo, tức là chén ốc miêu thôi, và chút nước tương cho mấy. Trưa thì quý thầy ở nơi đây, mấy thầy Mỹ nấu thức ăn gì mình cũng qua hệ ăn cả có hôm bên cái dĩa bới cơm rồi không biết lấy món gì tại vì mấy ông nấu cái món thiên lâu gì mình đâu biết món gì với món gì mình đâu biết ăn ra làm sao thế rồi mình nhìn tới nhìn lui thấy cái chút rau luộc thì lấy miếng rau luộc chén nước tương là xong ngay chiều thưa các vị mình cũng ăn rất là giản dị là một chén ốc miêu thôi nói như thế không có hàm nghĩa rằng là mình sống một cách rất ư là là kham khổ hay là khổ hạnh chứ đâu thưa các vị mình có thói quen đời sống của mình từ hồi bé cho tới hôm nay đó là mọi thứ đối với mình đều giản dị hết không có quá rườm rà nhắc lại cái chuyện ăn mà nó cầu kỳ làm khó dễ nhau vậy như mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó cho nên đệ tử nó nấu làm sao ăn vậy và ở lộc quyển thì thưa các vị mình vô cùng hạnh phúc là tại vì mình không đi nấu ăn các thầy nấu cho nên mình cứ ôm bát xuống có chi ăn nấy thôi ở chiều thì làm biến đi sáng đôi khi làm biến đi cho nên mình tự giải quyết lấy bằng cách rằng là bốn bộ ốc miêu là đủ một bữa ăn sáng rồi cho nên thưa các vị về cái lĩnh vực ăn uống thưa đại chúng rằng là nó rất giản dị điều thứ hai thưa các vị cái điều này không ai bài được trai đâu nha các vị có quyền nhìn cơ thể của mình coi thức ăn nào nó dễ tiêu nó nhẹ nhàng nó giúp cho mình thứ nhất là không có bị nặng nề điều thứ hai nó làm cho cái sự tu tập của mình nó không có bị trở ngại điều thứ ba nó làm cho tâm mình nó không có lâm vô cái tình trạng là khó khăn cực nhọc bất an thưa các vị đó là loại thức ăn nó giúp cho các vị an lạc thân và tâm điều thứ ba rất quan trọng ở đây là khi tâm của mình có tu tập thì cái điều rất tự nhiên là nó xảy ra nơi thân các vị thôi hình dung rằng là các vị giận thì mặt các vị không thể tươi sáng được các vị buồn mặt các vị không thể tươi vui được Do vậy cho nên cái yếu tố rất là quan trọng Nó đóng vai trò để giúp cho sức khỏe chúng ta Nó là yếu tố của tâm nghe Khi có tu tập Tâm của các vị luôn an trú trong pháp lành á Chắc chắn một điều rằng Đó là yếu tố giúp cho sức khỏe các vị 50% rồi Chuyện ăn nó đóng vai trò chuyện 50% thôi Nói như vậy thì hơi nhiều nghe Chứ đúng ra thì cái chuyện ăn và thở Nó đóng vai trò 50% tâm thức ổn định có tu tập niềm an vui luôn có mặt thì nó đóng vai trò 50% phần trăm và có một cái thông tin người ta nói thế này mình cũng chia sẻ để cho đại chúng lưu ý về chuyện tu ông bác sĩ đó dường như là bác sĩ pháp bác sĩ mỹ thì mình không nhớ một bác sĩ rất giỏi trong đời ông cho tới già tính ra là khám bệnh cỡ chừng vài ngàn ca bệnh năm mười ngàn ca bệnh gì đó mình không nhớ Thế nhưng mà ổng có một cái kết luận khi dạy học trò bác sĩ ổng rằng ổng nói ta không cần khám mạch tức là không cần nghe không cần là, là khám bệnh gì cả ta nhìn mặt ta biết là người đó bệnh cũng không sống dai không sống dai thế rồi sinh viên nó hỏi chứ làm sao thầy có thể có cái nhìn giống như là người ta có được giác quan thứ sáu thứ bảy vậy không đơn giản nhất là nhìn mặt người đó thôi thấy họ có niềm vui thì biết rằng là con người đó chắc chắn rằng là họ ít tật bệnh họ sống dai nè còn người nào mà họ đầy sầu thảm họ khó khăn là cao có thì biết chắc chắn rằng là người đó tật bệnh người đó sẽ sống không dai thế thôi cho nên thưa các vị một trong những điều rất là quan trọng làm thành sức khỏe làm thành thỏa mãn đó là niềm vui của các vị nhé và niềm vui là cái vô cùng là dễ dàng để mình tạo chứ có phải khó khăn chi đâu ví dụ như bây giờ các vị có niềm vui không ưng ừ thì niềm vui liền đến thế nào là ưng thì niềm vui liền đến hãy nhìn coi là thân ta chưa tật bệnh là niềm vui rồi corona nó chưa sợ gáy mình để mình đi thì đã vui rồi mình đang còn có thức ăn trong tủ lạnh là vui rồi chân mình còn bước được là vui rồi mắt mình còn sáng mình nhìn nước đất trời là vui rồi Chung quanh mình con cái vẫn còn Chưa có đứa nào bỏ mình đi là vui rồi là Ở đời mà chồng có vị còn Vợ có vị còn thì vui rồi Nếu các vị là người trẻ Con các vị nó chưa rồi Các vị nó đi vô đại học Nó bỏ các vị thì vui rồi Nếu các vị có việc làm vui rồi Rồi không có việc làm Vui không? Vui luôn Tại vì không có việc làm Chứ chết đói đâu mà lo Thế thì thưa đại chủ rằng Nếu các vị thương mình cho đủ thì các vị biết mời những cái niềm vui nó có mặt và làm thế nào để mời ý nghĩ của mình dắt dẫn mọi thứ đến được nghe mình vừa thưa rằng là dùng ý nghĩ của ta để làm thành những cảm thọ đó là sinh khởi niềm vui thì chúng ta cũng dùng ý nghĩ mình để dắt dẫn nó ý nghĩ chúng ta nó là chi nó là loại công năng tuyệt vời nó có thể giúp cho các vị siêu vượt cả phàm để chứng nghiệm thánh để ý nghĩ chúng ta sử dụng nó trong dạng bình thường thì nó có thể giúp cho chúng ta có được niềm vui có được an lạc có được hạnh phúc ngay cuộc sống đời thường cũng hoàn cảnh như vậy thế nhưng mình suy nghĩ thế này thì mình nguyền rủa thế rồi suy nghĩ thế kia thì tài hỷ lại có gì đâu cho nên tóm lại thưa đại chúng một trong những điều rất là quan trọng nó làm thành sắc diện của các vị niềm vui của các vị hạnh phúc của các vị ít tật bệnh và sống dài đó là các vị nên tu tập từ nơi tâm thức một là khởi tâm từ hai ăn trú trong thiền tập ba nhận diện nhu cầu cơ thể mình là mình điều tiết thì thưa các vị là đạt đến cái mức độ tuyệt vời có thể 80 nhưng vẫn trẻ chứng minh thường có gì khó khăn đâu thầy chỉ dạy mấy người có mà... nếu có tu rồi bác sĩ thẩm mỹ ngấp rùi thôi coi tại vì tự nhiên là họ sẽ làm cho nhan sắc của họ tươi tắn, họ làm cho đời sống của họ khỏe mạnh, làm cho tuổi thọ kéo dài thôi, nó phải như vậy thôi. Ừ chắc là ở úc, Nhắn rằng là xưa hòa thượng, con hy vọng gặp lại hòa thượng hồng pháp ở tại úc châu một ngày gần đây, Và đó là lời nhắn có một câu hỏi này con nghĩ các bạn này chắc là cũng cần thầy thay mở cho bạn ấy lúc chút bạn này trẻ bạn nói rằng thưa thầy con đang sống ở việt nam con cảm thấy không thích xã hội việt nam vì công việc gia đình con tạm thời phải sống ở đây nhưng con vẫn cố gắng trong công việc vì là con không thấy gần gũi với gia đình và nhiều lúc thấy nhiều người khổ quá con rất chán nản con có bị tâm thần phân liệt không thật thầy lúc con muốn xuống địa ngục cho con thấy trên này con thấy kinh khủng hơn con chỉ mới 34 tuổi nếu con suy nghĩ như vậy có phải là tâm thức con sẽ quá thấp phải không thầy vào trong những điều khó khăn là mình huấn luyện tâm thức mình để nó có một cái suy nghĩ tích cực nghe và nếu các vị cứ lâm vô cái tình trạng suy nghĩ một cách tiêu cực như thế này thì dần dần nó đưa đến cái tình trạng chán đời trầm cảm rồi đưa đến tuyệt vọng đến khổ đau cho nên điều đầu tiên là nên nhớ không phải một sớm một chiều mà mình có cái suy nghĩ như vậy mà đây là cái sự tích tụ rất là nhiều năm để mình có một cái suy nghĩ như vậy khi ý thức được điều này rồi thì mình biết rằng là mình muốn đổi thay suy nghĩ thì nó cũng phải đòi hỏi điều kiện có khi cái thời gian nó cũng không phải ngắn đâu không phải học một buổi Phật Pháp rồi có thể suy nghĩ tích cực nha. Do vậy cho nên cái điều thứ nhất khuyên nhau đó là các vị nên chọn một cái cách đó là một là mình đọc những cái sách nó khích lệ mình hai đó là tu tập ba là nghe Pháp bốn là nếu có những người bạn lành hoặc một số các thầy cô có thể giúp mình để mình củng cố lại để mình đổi thay cái chiều hướng suy nghĩ của mình cho tích cực lại thì đây là cái pháp trị liệu đầu tiên để chấm dứt cái bệnh đó là bạn luôn có cái nhìn rất là tiêu cực. Điều thứ hai rằng là khi tâm thức mình đã có một cái suy nghĩ như vậy thì mình ở xã hội Việt Nam mình cũng chán đời rồi coi chuyện qua Mỹ mình cũng chán đời luôn. Tại vì mỗi xã hội nó đều có những cái khó khăn nhất định. Tùy cái cấp độ nhận thức của mình nó có thể thế này, nó có thể thế kia nha. Các vị đâu biết rằng có những bạn trẻ ở Mỹ này nó là chán Mỹ là nó muốn chạy về Việt Nam. Thử hỏi coi rằng Đối với những cái tên đó nó khùng ư Không, nó học hành thành công thành danh rồi đó Nhưng mà nó nghĩ rằng Cái xã hội tuyệt vời nhất Để nó làm ra tiền đó là Việt Nam Điều thứ hai cái xã hội tuyệt vời nhất Để nó có thể phát triển được Cái lòng vị tha thương yêu người Đó là xã hội Việt Nam Tại vì nơi đó còn nghèo nè Đạo đức chưa có được nâng cấp nè Và rất nhiều cái nhu cầu đời sống Người ta đang cần sự có mặt của nó Cho nên nó không thèm sống ở Mỹ Nó chạy về Việt Nam nó sống Thế thì thưa đại chúng rằng là tâm thức các vị mà đổi á, thì hoàn cảnh xã hội nó cũng như vậy nhưng mà các vị sẽ có cái nhìn khác nha. Đây là cái phương pháp trị liệu tận gốc nơi tâm thức. Còn nếu mà mình chê xã hội, mình buồn chán, mình nghĩ rằng là mình phải tìm một nơi nào khác trong khi mình chưa thể rút đi được. Thì thưa đại chúng rằng là đôi khi nó khó khăn đó là mình lâm vô tình trạng tâm thần phân liệt. Đó là mình giải quyết trường hợp thứ nhất của người không thể rời đi đâu được khi còn ở Việt Nam. Tuy nhiên trường hợp thứ hai đó là có những người họ có điều kiện ở Mỹ nhưng mà vì một lý do gì đó họ không thể rời Việt Nam được thì điều này mình nên chấp nhận điều rằng là cái hoàn cảnh của mình không thể làm gì khác được cho nên mình chịu đựng ở Việt Nam. Trong lúc còn đang ở đó thì mình hãy dùng một phương pháp tu tập đó rằng là coi mọi việc nó xảy ra. Đây chỉ là cái nhân duyên mình đã tạo trong quá khứ cho nên bây giờ mình quan hỷ mỉm cười chấp nhận nó. Không có hàm nghĩa rằng là người sống như vậy thì buông trôi và chịu đựng nghe. Hàm nghĩa rằng là mình khéo điều tiết mình để sống trong cái hoàn cảnh như vậy không có làm cho mình khốn khổ thêm thôi. Ví dụ như cũng trong hoàn cảnh ấy, mình chấp nhận nó là tôi sẽ sống nơi đây. Tôi hứa với lòng rằng là trong 3 năm nữa tôi sẽ dự thoát cái điều kiện này. Bây giờ đang ở nơi đây thì thôi tôi chấp nhận thế này đi. Trả cho xong cái món nợ đã thọ nhận về mảnh đến nay đã thỏa nhận về xã hội thì thôi tôi chấp nhận như thế này bao giờ cái nhân duyên nó đủ đầy nó đến với tôi rồi thì tôi chấp cánh bay cao trường hợp thứ nhất mình chấp nhận như thế này rồi thì lòng mình nó không có bị tâm thần phân liệt còn không thôi thì mình sống nhưng mà lòng mình nó tràn đầy hẩm hực và khi các vị chấp nhận rằng tôi phải sống nơi đây tôi phải điều tiết đời sống của tôi để cho nó tương hợp với xã hội thế thì các vị thấy nó nhẹ ra 50% này nghe chứ cần tú. chỉ cần mình có một cái quan niệm như thế này rồi thì thưa đại chúng rằng là tự nhiên mình cảm thấy cái cục đá rất là nặng nơi tâm thức mình nó rơi xuống mình nghĩ rằng mình phải sống ra đây cho nên đâu có lý do gì mình phiền muộn bất an mình sắp xếp đời sống mình lại sắp xếp đời sống chung quanh lại mình cư xử thế nào để cho mình có thì giờ tu tập nè có thì giờ để có thể làm cho thân mình an tâm mình vui và nếu khéo thì thưa các vị Trong xã hội như vậy, hoàn cảnh như vậy Các vị vừa sống Các vị vừa làm cho Cái năng lực tu của mình nó càng ngày càng giàu Tại vì sống trong cái điều kiện khó như vậy Mà mình tu được Thì cái nỗ lực mình nó vô cùng là hùng mạnh nghe Điều quý giá hơn nữa là thế này Trong xã hội như vậy Mà các vị sống các vị biết tu rồi Lợi ích nó lớn vô cùng Nó không phải đến với tự thân ta Mà nó đến với ai nữa Người thân của ta nghe khi năng lượng lành ở tâm thức ta từ công việc tu nó chuyển hóa được ta rồi thì nó làm cho người thân của ta cũng không còn khó chịu nữa người chung quanh không còn khó chịu nữa bằng hữu bạn bè của ta những người chơi được với ta thì họ đều có cùng một cung bậc tâm thức lành như ta thế cho nên mình tu mình chuyển hóa được mình rồi thì làm cho hoàn cảnh dần dần đổi thay làm cho bằng hữu của mình bạn bè của mình người thân của mình cũng đổi thay theo Tự nhiên nó làm thành một cái vùng không gian yên bình. Khi ta có tu rồi ta đổi thay được. Còn nếu mình để cho cái tâm trạng mình nó lâm vô cái tình trạng chán đời. Không ưa sống đây mà phải sống vì lý do nợ nần, vì lý do tôi phải trả nghĩa trả ơn cho người thân. Thì thưa các vị lâm vô tình trạng là chán đời, u uất Và lâm vô tình trạng là càng ngày càng khốn khổ hơn nha. Chưa nói tâm thần phân liệt cái chữ chán đời, buồn phiền, bực bội, khó khăn, đưa đến trầm cảm, đưa đến thất vọng, đưa đến tuyệt vọng, và thưa các vị đưa đến cái chết như chơi. trước khi đến cái chết, thì ta đã lâm vô tình trạng là, sức khỏe ta suy mòn. tinh thần mà, lo âu, bất an, hoảng loạn, phân liệt, chán nản, u uất, thì thưa các vị đưa đến tật bệnh của thân, đó là cái bước gần nhất, nghe bước gần nữa là làm chi tự nhiên mặt mày mình nó cao có tự nhiên mình khó thể thương ai được khó thể chấp nhận ai à khi tâm thức cá vị nó biểu hiện ra mặt như vậy thì người ta nhìn các vị nó ghét rồi thì nó lâm vô cái tình trạng là ba sôi nó nhồi một chỗ nó làm khó khăn cho mình thêm cho nên hãy thông minh hãy thông minh đó là cái cách giải thích tuy nó hơi dài nhưng mà các vị nắm được cái ý mình để thực tập nghe rồi, con cảm ơn thầy nhiều. Bây giờ thỉnh chuông là thầy trò mình chia tay nghe.